Trường Sơn với Tết Mậu Thân, những ngày vượt ngũ, thế cờ đảo ngược. Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, những dòng hồi ký của Trung tướng Đồng sĩ Nguyên, Nguyên Tư lệnh Trường Sơn về Mậu Thân 1968, không khí chiến dịch trên con đường huyền thoại. Phần thứ hai, các hoạt động nghi binh chiến lược của ta, đặc biệt chiến dịch đường chín Khe Xanh mở màn đêm 21 tháng 1 trước Tết Mậu Thân 10 ngày, đã làm cho bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn và những kẻ cầm đầu Nhà Trắng bị lạc hướng trong khi chúng dồn cả tâm trí và huy động lực lượng ra đường chín khe xanh hòng giữ bằng được khe xanh đừng để nơi này biến thành một điện biên phủ mới thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy của ta lại đồng loạt nổ ra trên khắp chiến trường miền nam vào thời điểm bất ngờ nhất là đêm giao thừa tết mậu thân lịch miền nam và hướng chính cũng hết sức bất ngờ là đánh thẳng vào các đô thị trung tâm quân sự chính trị kinh tế của mỹ ngụy như vậy bộ chính trị trung ương đảng ta đã tạo được một bất ngờ lớn về chiến lược chiến tranh Điều này có ý nghĩa và tác dụng vô cùng lớn lao. Bởi chính yếu tố bí mật bất ngờ trong chiến tranh cũng là một lực lượng vật chất vô cùng to lớn. Tin quân giải phóng tiến công 4 thành phố, 37 tỉnh lỵ, hàng trăm huyện lỵ trên khắp miền Nam. Đặc biệt ta làm chủ thành phố Huế, tiến công tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, tới tấp truyền về làm nức lòng những người lính Trường Sơn. Cũng như những Tết trước, giao thừa đến, chúng tôi vây lại bên chiếc điều, hồi hộp đón nghe bác hồ chúc tết và đọc thơ xuân xuân này hơn hẳn mấy xuân qua thắng trận tin vui khắp nước nhà nam bắc thi đua đánh giặc mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta lời thơ chúc tết của bác hồ như tiếng kèn xung trận vang vọng tới các chiến trường tới từng cánh rừng nẻo đường mang tên bác từ cơ quan bộ tư lệnh đến từng binh trạm như sôi lên bung ra vì tin vui thắng trận và vì công việc các trung tâm quân sự chính trị, kinh tế của Mỹ ngụy bị tiến công đã tạo cho tuyến vận tải chiến lược 559 thời cơ thuận lợi hiếm có. Gần một tháng, núi rừng Trường Sơn thưa vắng tiếng gầm thét của máy bay Mỹ vì đã bị hút bởi các cuộc tiến công của quân giải phóng và sân nhà của chúng. Chấp thời cơ, chúng tôi tung hết đầu xe có thể sử dụng, tổ chức chạy cả ban ngày, rút ngắn cung độ, đi về gọn, bảo đảm kịp thời binh lực và vật chất cho chiến trường. Trên tuyến giao liên, quân vào nhộn nhịp như ngày hội. Dù gấp gáp chúng tôi vẫn chỉ đạo cho các đơn vị lo cho bộ đội có được một cái Tết trên đường ra trận. Mỗi người được nửa ký gạo nếp, đỗ xanh, một chút trẻ thái, thuốc lá, bánh kẹo. Nhiều trạm còn tổ chức gói bánh trưng cho bộ đội. Một chút hương vị Tết cổ truyền hòa quyện với thiên nhiên, đất trời trường sơn lúc sang xuân và tin vui thắng trận làm ngây ngất lòng người. Trong thời khắc này, tôi nghe anh em kể có chiến sĩ trên đường vào chiến trường đã hối thúc lái xe tăng hết ga hết số, sợ vào chậm không được góp sức cho ngày toàn thắng. Có chiến sĩ vừa dứt cơn sốt, đã nặng nặc đòi đuổi theo đơn vị. Tình hình chiến trường đang diễn biến hết sức mau lẹ. Với sự cố gắng cao độ, Bộ đội thông tin 559 đã khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh 100 km cắp trục từ đường 20 vào đường 9, tăng dung lượng của đường tải 3, phủ suốt toàn tuyến. Bộ tư lệnh 559 trở thành trung tâm thông tin vững chắc, đặc biệt Thông tin tải ba từ Bộ Tư lệnh 559 đã nhanh chóng được nối với trạm thông tin của Bộ ở Lệ Thủy, Quảng Bình và từ đó về Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Vào những ngày quân giải phóng chiếm giữ, làm chủ thành phố Huế, tôi đã điện mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện trực tiếp với Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Anh Văn vô cùng phấn khởi và xúc động. Anh biểu dương Bộ đội Thông tin 559 đã thực hiện xuất sắc một công việc ngoài tầm với biểu dương toàn tuyến trong hoạt động chi viện bảo đảm cho tổng tiến công và thông báo cho chúng tôi diễn biến chung của chiến trường, đồng thời dự kiến một số tình huống tiếp theo. Anh động viên chúng tôi hãy đưa tinh thần tổng tiến công lên Trường Sơn, Trường Sơn cũng phải tổng tiến công. Qua hệ thống thông tin tải 3, các anh trong Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên làm việc thường xuyên với Bộ Tư lệnh 559. Ngay sau khi có lệnh tổng tiến công, anh Trần Văn Quang, Tư lệnh và anh Lê Trường, chính ủy quân khu Trị Thiên gọi điện hỏi tôi. Nếu chủ lực ta cố thủ Huế, liệu 559 có bảo đảm hậu cần được không? Có cao xạ và công binh để chi viện không? Tôi trả lời. Đủ sức nhưng, theo tôi, lực lượng của địch ở Đà Nẵng, Quảng Trị còn nguyên. Chúng dễ dàng cơ động bằng đường biển và đường không ứng cứu Huế. Ta cố thủ sao được, trừ phi chọc thủng Quảng Trị. Nghe tôi trả lời xong, anh Lê Trưởng đáp. Cám ơn, chúng tôi sẽ tính và xin ý kiến bộ. Riêng 559 cố gắng tiếp sức nhé, cấp tập đấy. liền đó, theo lệnh của bộ và đề nghị của quân khu Trị Thiên, chúng tôi điều gấp 4 tiểu đoàn công binh và 7 máy hút cấp tập ngày đêm thi công kéo dài đường giã chiến từ làng ngòi đi Tà Lương, kịp thời bảo đảm cho pháo binh đưa pháo tầm xa vào cấu trúc trận địa tại phía đông Tà Lương, chi viện hỏa lực cho mặt trận Huế. Suốt gần một tháng ta làm chủ và cố thủ thành phố Huế, chúng tôi cho binh trạm 42 tập trung xe chuyển giao vũ khí, lương thực, thuốc chiến thương cho chị Thiên, Huế tại Tà Lương, bảo đảm kịp thời yêu cầu vật chất cho mặt trận. Một mũi của binh trạm 33 sau khi phục vụ cho lực lượng của ta giải phóng hội san, lao bào, đã lật cánh về phía đông phục vụ cho các đơn vị đang vây hãm địch ở khe xanh, hướng hóa. Diễn biến chiến sự cũng như yêu cầu của chiến trường lúc này, đòi hỏi tuyến 559 phải có bước điều chỉnh tổ chức cho phù hợp. Đầu tháng 2 năm 1968, chúng tôi quyết định bố trí lại các binh trạm. Về số lượng không thay đổi, vấn đề cơ bản là lấy binh trạm làm cấp chỉ huy chiến thuật bộ đội hợp thành. Mỗi binh trạm tùy theo quy mô mà bố trí từ 1 đến 2 tiểu đoàn cao xạ. Bộ binh chỉ để lại một bộ phận làm nhiệm vụ cảnh vệ, bảo vệ sở chỉ huy và kho. Bộ phận chủ yếu tập trung thành đơn vị cơ động chiến đấu. Mỗi binh trạm có một đại đội thông tin, một đội điều trị, một trạm bảo dưỡng kỹ thuật xe một trạm kích kéo. Về tổ chức điều hành cũng phải hết sức cơ động. Khi thuận lợi sẽ cho xe chạy vượt cung. Địa bàn từng binh chạm đảm trách có thể giao động từ 100 đến 150 cây số chiều dài. Tại hội nghị cán bộ toàn tuyến quán triệt chủ trương điều chỉnh về tổ chức, anh em thảo luận khá sôi nổi. Dĩ nhiên là có một số ý kiến chưa hoàn toàn thống nhất với quyết định của Bộ Tư lệnh. Tôi đặc biệt quan tâm ý kiến của anh Võ Sở, chính ủy binh trạm 31. Anh đồng tình với chủ trương của chúng tôi và phân tích. Lý giải khúc chiết. Anh Võ Sở là một cán bộ chính trị vững vàng, trung thực, nhiệt tình. Về sau, có thời gian anh là chính ủy sư đoàn khu vực 471. Sau bước điều chỉnh lần này, toàn tuyến có 10 binh trạm, bố trí trên trục dọc và 5 binh trạm bố trí trên trục ngang tỏa đi 6 hướng chiến trường. Trước khi tổng tiến công Tết Mậu Thân nổ ra, tuyến giao liên cũng được tổ chức khá hoàn chỉnh, chất lượng cầu đường được cải thiện một bước tạo thành đường đôi song song. Với cố gắng nỗ lực của công binh và thanh niên sung phong, tình hình đường cầu vào cao điểm mùa khô này có bước cải thiện dáng kể. Ở hành lang Tây Trường Sơn, hai trục dọc đường ô tô đã được kéo dài từ đường 12 đến Tà Sẻng, giáp giới Campuchia và tới Play Cần Con Tum, với chiều dài gần 1.200 cây số, nhân đôi là 2.400 cây số. Nhiều trục ngang và đường vòng tránh cũng lần lượt được mở mới hoặc vươn dài thêm. Ở Đông Trường Sơn, đường ô tô được hoàn chỉnh từ làng Ho đi bản Đông Lào, đường B45 kéo dài từ A Lưới vào xưởng giấy. Hai trục ngang là đường 12 và 20 núi Đông và Tây Trường Sơn, được củng cố và giải đá cục bộ. Đường 16 bắt đầu được khởi công. Về cơ bản, các trục vận chuyển của tuyến 559 đã nối thông từ chiến trường đường 9, Bắc Quảng Trị vào Thừa Thiên, Tây Nguyên, Sang Trung, Hạ Lào, tới Đông Bắc Campuchia. Riêng vào B2 Nam Bộ còn phải đi theo đường 18 và theo đường sông Sê Công, Mê Công trên đất bạn Campuchia tổ chức chỉ huy ngày càng quy củ, đồng bộ, cơ sở hạ tầng có bước cải thiện đáng kể. Không lực Mỹ bị hút bởi các đoàn tiến công của chủ lực ta vào thành phố, đô thị và chất men của tổng tiến công Tết. Là động cơ, là lực đẩy cho những chàng tuấn má Trường Sơn tung nước kiệu và những cánh đại bàng Trường Sơn bay xa. Tuy vậy, do tổng công kích, rồi đột kích liên tục, nên chiến mã nào rồi cũng có lúc trồn chân mỏi gối. Tình trạng kỹ thuật xe xuống cấp khá nhanh. Thời tiết đầu xuân này cũng có biểu hiện bất thường. Mới chấm tháng 3 đã có những cơn rông kéo dài, đường trơn. Những lúc đó, xe hoạt động khó khăn, đặc biệt là số zin 131 cầu. Để bảo đảm nhịp độ vận chuyển, tôi điện báo anh Đinh Đức Thiện liên tục, thông tin kịp thời tình hình, cốt yếu là xin bổ sung xe. Và khi nào cũng vậy, Tổng cục Hậu Cần cũng như bộ không eo hẹp gì đối với 559. Sang tháng 4, xe bổ sung đủ. Liền đó, anh Thiện tăng cường cho 3 tiểu đoàn xe của binh trạm 12 và binh trạm 14 thuộc tuyến Tổng cục Hậu Cần Tiền Phương. Lúc này Tổng cục Hậu Cần Tiền Phương đã chuyển thuộc Tổng cục Hậu Cần vào chạy cung mụ giả và bắt ta lê vào lùm bùm. Có xe, chúng tôi sốc lại đội hình, gia quân ảo ạt hơn, người và hàng vào chiến trường lại rôm giả. Cuối tháng 4, Tây Trường Sơ mưa rào dày cơn hơn, trời đầy mây xám xịt, chiếu nước, lúc nào cũng như muốn ập xuống. Từng đàn mối cánh bung ra đen kịt những nẻo đường rừng. Mùa mưa hạ cánh cũng là lúc chúng tôi kết thúc trọn vẹn kế hoạch vận chuyển chi viện mùa khô 1967 đến 1968. Mùa khô này, mùa của tổng tiến công Tết Mậu Thân, khối lượng súng đạn, lương thực, vật tư kỹ thuật mà đoàn 559 chuyển giao cho các chiến trường miền Nam và bạn đều vượt chỉ tiêu trên giao đạt 141%. Đặc biệt có hai tiểu đoàn pháo lớn, xe tăng gần 120.000 quân được bảo đảm hành quân vào chiến trường với một số lượng khá lớn thương binh được chuyển ra bắc kịp thời, an toàn. chuyển thương bằng cơ giới đạt hiệu quả tốt là một nét mới, một cố gắng lớn của bộ đội vận tải và quân y Trường Sơn. cố gắng của chúng ta là rất lớn. đặc biệt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã dồn hết sức lực, trí tuệ và mọi khả năng của mình thực hiện vượt chỉ tiêu trên giao. song tôi biết tình hình chiến trường đang diễn biến phức tạp, ta gặp không ít khó khăn. mùa khô mùa thuận lợi đã qua, trách nhiệm của chúng tôi đối với chiến trường lại nặng nề hơn. Với Tết Mậu Thân quân và dân ta trên chiến trường đã giành được những thắng lợi to lớn về quân sự, chính trị. Đặc biệt Tết Mậu Thân đã như một thứ thuốc thử nghiệm màu, làm phơi bày toàn bộ sự thất bại của Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ, dám một đòn chí mạng vào uy thế của Mỹ trên chiến trường miền Nam, khiến cho những kẻ cầm đầu tòa bạch ốc bàng hoàng sửng sốt. Với Mậu Thân, 1968 tại miền Nam Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm kể từ khi thành lập nước, khả năng Mỹ có thể bị bại trận ở một quốc gia nhỏ bé, yếu kém về kinh tế và vũ khí trang bị như Việt Nam, đang thành sự thật. Tết Mậu Thân đã đặt chính phủ Mỹ trước một bước rẽ trên đường đi và các giải pháp để lựa chọn đã bày ra trong một thực tế tàn nhẫn. Cái gì phải đến đã đến dấu Mỹ không muốn. Đêm 31 tháng 3 năm 1968, sự lựa chọn của chính phủ Mỹ đã khá dứt khoát. Trong cái đêm lịch sử ấy, với dáng vẻ đắn đo và trang trọng, Tổng thống Mỹ Johnson xuất hiện trên vô tuyến truyền hình toàn liên bang, đọc bài diễn văn quan trọng nhất trong cuộc đời chính trị của ông ta một bài diễn văn bi thảm nhất mà suốt 21 năm dính líu vào Việt Nam, chưa có một vị Tổng thống nào của nước Mỹ phải thực thi. Johnson tuyên bố, Mỹ đơn phương chấm dứt ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ vĩ tuyến 20 trở ra, sẵn sàng cử đại diện đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấm dứt thời kỳ trong đó Mỹ tăng cường đưa quân viễn trinh Mỹ vào cuộc chiến tranh trên bộ, và cuối cùng ông tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Bài diễn văn của Johnson lập tức gây nên tác động mãnh liệt ở Hoa Kỳ và khắp thế giới. Nó mặc nhiên là sự thừa nhận đầu tiên, nhưng đầy đủ nhất về sự phá sản tất yếu của chiến tranh cục bộ. Một cuộc chiến tranh được Mỹ giải công tạo dựng và được đánh giá cao trong chiến lược toàn cầu phản ứng linh hoạt của tên sen đầm quốc tế vào thập kỷ 60, thế kỷ 20. Với tác động mạnh mẽ của sự kiện Tết Mậu Thân, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của anh Lê Duẩn vào dịp hè năm 1967, quyết dáng một cú đơ làm lung lay ý chí của đế quốc Mỹ và từ đó cảm phục tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng. Bác Hồ. Thất bại của Mỹ ở miền Nam trong Mậu Thân 1968 là rõ ràng. Tuy vậy, thực tế trên chiến trường sau Tết, khi yếu tố bí mật bất ngờ không còn, lực lượng tổn thất của ta chưa được phục hồi địch đã tăng cường phòng thủ đô thị và tung quân chiếm lại một số vùng vừa mất. Trên địa bàn Trị Thiên, ngày 19 tháng 4 năm 1968, địch cho máy bay trực thăng đổ 8 tiểu đoàn, gồm 6 tiểu đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh bay và 2 tiểu đoàn quân ngụy xuống thùng lũng A Sầu, địa bàn thuộc binh trạm 42, căn cứ hậu cần khu vực của đoàn 559 đảm bảo cho Thừa Thiên và Bắc Khu 5. Năm ngày sau, một tiểu đoàn khác của địch được tung xuống khu vực Đê Du Đốc thuộc địa bàn binh trạm 44 với một lực lượng lớn quân được coi là tinh nhệ nhất, Mỹ ngụy Hồng chụp diệt được chủ lực của ta và đứng chân dài ngày tại đây để triệt phá căn cứ hậu cần, chốt chặn tuyến vận chuyển chi viện cho Trị Thiên, Bắc Khu 5. Được tin địch đổ quân xuống A Sầu, chúng tôi lệnh khẩn cấp cho binh trạm 42 phối hợp lực lượng của quân khu Trị Thiên chủ động đánh địch, bảo vệ kho tàng, hàng hóa, đồng thời cho đưa quân tới tăng cường. Tại A Sầu, khi lính Mỹ chạm đất, các lực lượng tại chỗ của binh trạm 42 đã cùng chủ lực của chị Thiên chiến đấu diệt địch, bảo vệ cơ sở kho tàng. Ngay ngày đầu, lực lượng phòng không và bộ binh của binh trạm đã vít cổ 14 trực thăng, tiêu diệt hàng trăm tên địch, nhưng quân địch đổ xuống ngày càng đông. Lực lượng binh trạm 42 và quân do bộ tư lệnh tăng cường xuống không đủ sức chống trả, phải chiến đấu rằng co, nên địch tràn vào phá của binh trạm gần 200 tấn hàng, gây thiệt hại một số xe pháo của tiểu đoàn 55 vận tải ô tô đang trên đường vận chuyển chi viện cho chị Thiên, Huế bị nghẽn lại tại Tà Lương. Thung lũng A Sầu, A Lưới lúc này là điểm nóng, là thử thách vô cùng ác liệt đối với quân khu chị Thiên và đoàn 559. Liền sau đó, chủ lực của chị Thiên được tung vào với hỏa lực cao xạ tăng cường của đoàn 559 và thế cờ đã đào ngược. Đội A Bia đã trở thành cối xây thịt quân dù Mỹ, như báo chí phương Tây ví von một cách cay nghiệt. Chưa tròn một tháng kể từ ngày hạ thổ, ngày 16 tháng 5, địch phải rút chạy khỏi A Sầu, A Lưới. Trong trận đỏ sức với át chủ bài của Mỹ, nguy tại A Sầu, A Lưới, các lực lượng của đoàn 559 đã bắn rơi 86 máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 800 tên địch. Tuy chịu một số tổn thất trong thế tương quan lực lượng quá chênh lệch, bất lợi, nhưng chiến công kể trên là một minh chứng sinh động, không chỉ tổ chức vận chuyển giỏi, bộ đội 559 cũng chiến đấu bằng anh bằng em ở hướng đường chín khe xanh khi ta phát lệnh tiến công thì ngay lập tức khe xanh đã làm điên đầu bộ chỉ huy quân sự mỹ ở sài gòn và những kẻ cầm đầu nhà trắng dưới con mắt của các tướng lĩnh mỹ từng tới miền nam việt nam khe xanh là cái mỏ neo ở phía tây cho hệ thống phòng thủ phía nam khu phi quân sự và là bàn đạp cho các cuộc hành quân trên bộ để cắt đứt đường mòn hồ chí minh theo vị tổng chỉ huy quân viễn trinh mỹ ở miền nam westmoreland thì bỏ khe xanh là từ bỏ tất cả những lợi thế đó bởi thế, Long Sơn đã đích thân theo dõi diễn biến chiến sự ở Khe Xanh từng ngày từng giờ và lệnh cho các tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải giữ Khe Xanh bằng mọi giá. Nhưng kết cục, như bình luận của Michael McLear, một học giả người Mỹ, thì đạn pháo của chủ lực miền Bắc dội xuống Khe Xanh đã rơi ngay vào thủ đô Washington. Suốt 170 ngày đêm ta tiến công vây hãm Khe Xanh, đoàn 559 đã huy động cao xạ phối hợp chiến đấu và bảo đảm đủ vật chất cho các lực lượng tham gia chiến dịch lực lượng hậu cần chiến lược trực tiếp làm nhiệm vụ hậu cần chiến dịch. Mặc dầu đã dồn hết tâm sức cho khe xanh, đặc biệt đã tung vào đây vốn liếng khổng lồ thời điểm cao nhất là 40% số tiểu đoàn bộ binh, thiết giáp thuộc lực lượng viễn trinh mà MACV có trong tay, Mỹ Ngụy vẫn không tránh khỏi một điện biên phủ mới. Trung tuần tháng 7 năm 1968, Mỹ đã không kèn, không chống giúp khỏi khe xanh, thung lũng của tử thần là nỗi kinh hoàng của lính Mỹ. Chiến thắng đường 9 khe xanh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tuyến vận tải quân sự chiến lược 559. Giải phóng khe xanh hương hóa, ta đã nhổ được mỏ neo một vị trí chiến lược của địch trong hệ thống chốt chặn đường Hồ Chí Minh, qua đó mở một chính diện mới để phát triển tuyến vận tải Đông Trường Sơn. Đồng thời, Liên quân Lào Việt đã giải phóng một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Saravan, mở rộng chính diện tuyến hành lang Tây Trường Sơn. Một trang sử mới của tuyến vận tải quân sự chiến lược 559 đang mở ra một căn cứ hậu cần trọng yếu được phát triển mùa mưa tới những khó khăn sau tết mậu thân của ta đã bộc lộ trên nhiều hướng chiến trường với nhiều chiều cạnh khác nhau sau những đòn điểm huyệt trí mạng của ta vào các đô thị lớn địch đã hoàn hồn dần dần củng cố lực lượng vừa tăng cường phòng thủ đô thị vừa tung quân chiếm lại các vùng nông thôn đã bị mất trong dịp tết mất dần bàn đạp đứng chân ở vùng ven vùng nông thôn đồng bằng một số đơn vị vũ trang của ta phải lùi lên vùng rừng núi thậm chí một bộ phận chủ lực ta ở Nam Bộ phải sang đứng chân ở Đông Bắc Campuchia. Một bộ phận chủ lực của khu 5 và Trị Thiên phải vượt sang Tây Trường Sơn đứng chân trên địa bàn 559. Tuyến vận tải quân sự 559 lúc này ngoài nhiệm vụ vận chuyển chi viện chiến lược, còn là hậu cứ trực tiếp của các chiến trường Trị Thiên, Tây Nguyên, khu 5, các khu vực Tà Sẻng, Trà Văn, La Hạp, Động Con Tiên, Đường số 9, trở thành địa bàn tập kết củng cố lực lượng, tăng cường trang bị, điều trị, nuôi dưỡng thương binh của các chiến trường. Trước yêu cầu tình hình mới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 559 quyết định để phần lớn lực lượng ở lại trong tuyến tiếp tục hoạt động, chỉ đưa về tuyến sau thương bệnh binh, những người quá yếu cần được điều dưỡng phục hồi thể lực, một số ít cán bộ, lái xe, thợ kỹ thuật ra nhận quân, trang bị kỹ thuật bổ sung và một số lái xe, thợ đưa xe ra Bắc sửa chữa. Hết phần 2.